Thái trộm hoa hồng về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa tâm tư vẫn dạt dào. Giới thiệu anh em Đông Bắc à, dàn loa Colum với cấu hình hai súc 20 và hai và một đôi loa Colum, cấu hình toàn bộ, trong đó tích hợp cả một đôi mic và công suất súp loa như thế này là xong một bộ, hai cục này, một đôi mic và như thế này, có phần mềm setup dạng nhạc rất hay, hát karaoke nghe nhạc đều hay, gọn nhẹ xinh xắn, phù hợp với không gian phòng 30, 40, 50 m2. 20 m2 đều ok vì công suất rất là gấu. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp 0974 682 663, Du Tứ tại thành phố Hải Dương ship. Du Tứ về được 3 bộ. Hàng này là hàng mới nguyên thùng xốp, và đây là hàng Du Tứ thanh lý được của hãng, cho nên là giá rất tốt, chỉ giá trên 10 triệu thôi, giá trên chục triệu. Còn các bác nào muốn biết giá chi tiết thì gọi trực tiếp Du Tứ sẽ gửi hình cho các bác xem. Xin cảm ơn các bác. Tiền đồn heo hụt, tình cố quay quần nghe anh kể chuyện đời. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác yêu thương Du Tứ thì nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh, theo dõi những clip, những sản phẩm đến từ Du Tứ nhạc cụ âm thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.